The Chinese. Mình sẽ cố gắng là mang bác Tali quay trở lại đây. Mà không biết là bác đang làm gì. Có lẽ là ăn cơm. Vâng, lock bếp đây rồi. Alo anh Long à? Có online không? Anh có online không? À, rồi. Đang đánh rồi. Vâng. Ông đang đánh cái sinh nhật Nova hôm nay đang đánh mà. Anh quên à? Rồi rồi rồi. Nhanh nhá, nhanh nhá, xanh gọi lại cho em nhá. Rồi bác ta lý bác quên mất. Thằng Chen đánh rất là hay khi mà đặt đặt Giant, đặt Bazooka chơi rất là thông minh, Fireball chỉ chết được mỗi Bazooka chơi rồi. Mình đang gọi bác Sally thì ok, mình sẽ Sally come back. Yeah, can you use this command back? Làm thế nào để counter được con rồng ngu khi nó bên sân đối thủ anh? Sao lại counter bên sân đối thủ à? Làm sao counter được? Tôi hỏi không được, tại vì là nó thông đồ ngu chỉ đánh lạc hướng khi mà mình có lợi thế thôi, chứ còn trong đánh bên kia làm sao nó được. Vâng, Xbo đây rồi, quay trở lại với Xbo. Vâng, bây giờ Xbo counter được không? Lock bait, come on. Bác ta liên quên lịch luôn thì cũng chịu rồi, nhưng mà thôi, mình bác quay trở lại rồi. Ui, come on, Icy Breeze, come on. Fireball, wow. Little Chen, lock, come on. Fireball, rồi, phải Fireball rồi. Princess, rất là khó chịu. Archer đây rồi. Một cái deck rất là khó chịu đến từ Little Chen, họ đánh rất là nhanh, đẩy rất là nhanh. Mình sẽ đợi chút Tali coming. Little Chen đây, Tali đây. Nhầm. Loạn hết cả rồi. Còn quay trở lại với trận đấu thì lock. Bắt được rồi. Bắt được. Nhưng mà Xbow không bắn được vào trụ. Thôi xong rồi. Xbow mà không bắn được vào trụ. Bắn được rồi. Lock đâu. Vẫn chưa kịp rồi. Thôi xong rồi. Đừng. Rất là nguy hiểm khi come on, Little Chen. Cái lock. Họ sẽ dùng rocket này. Họ sẽ dùng rocket để cho cái Xbow. Họ sẽ dùng rocket để cho Xbow rất thông minh. Chết một con Archer. Tiếp tục là Xbow. Rất là khó thở trong tên này. Tesla đây rồi. Nếu mà như thế này, cứ sai cái như thế này. Top. Barrel, come on. Goblin Barrel, come on. Sampling and tournament play. No tournament. Fight on! Good job, bro! Good job, Lciop! Đây rồi. Rồi, mình sẽ gọi lại. Sally, come back! Sally! Mình sẽ remove. Nhưng mà bên trận đầu là ai ra quân? Trận đầu là Aaron đánh, Wing đánh với Aaron. Thua 2-0 luôn. Aaron thua tim nhỉ? Vâng. Nói chung là hôm nay cũng hơi ức chế bởi vì lại nói về cái vụ visa của Legion nó không làm kịp ấy. Lại không làm kịp thảo nào. Không làm kịp visa, cái bọn làm visa dịch vụ cho Legion nó ngâm 20 ngày rồi chưa làm xong. Tốn tiền và lại mất thời gian. Thật sự hôm nay thua thì đúng là quá buồn luôn. Vì là Legion không thể tham gia để mà đánh được. Bên Nova gọi rồi, nhưng Nova dục bảo là sang hôm nay trận đấu rất quan trọng. Đúng rồi, trận đấu này rất quan trọng. Đánh trận này mà trận này thua cực kỳ quan trọng. Trận này là cái trận nó như kiểu bàn đạp lên đấy. Vì là các đội đều bây giờ đều đang điểm cao cả. Nếu mà trận này mình đã top xuống top 4 luôn đấy. Rất là căng thẳng mà không ai muốn ra thẻ trước. Nhắc lại chính của visa của Legion. Huy mà đi được thì chưa chắc đâu. Thay Aaron thì đánh thì Huy đánh được khả năng cao là thắng luôn.
trận Chơi được phong độ rất tốt. trận 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 lúc nãy thì thằng Vinh nó chọn hai cái deck nằm ngay cửa trên luôn, không không thể được nào được. Đấy, Xbow lại gặp lava này, trận thứ hai lại gặp trận nó có cái con văn khi nó cho là chơi lock bait lại có văn khi bên kia là hút với lại ruồi đấy không ruồi với spear này Đấy, tí gang. nữa rồi 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 chứ trận đấy để anh xem lại xem rồi như nào. Vâng. Ủa, Zion bao lời rồi. Ôi, Lightning. Một cái deck rất là cục súc đến từ che Little Chen. Một cái lock đây rồi. Thủ tên này như nào đây? Có cái arrow, biết ngay có arrow thôi xong rồi. Bắt bài. Thôi thôi rồi. Bắt bài 100%. Đi hiểu kia. Cũng thủ được luôn, tên này không thủ được luôn. Không thể thủ được. Còn chưa nói chuyện này, được chuyện coi hơn đấy. Em bị delay không? Delay. Có bị delay không? Quay trở lại với đây. Lại là Xbow rồi, em nghĩ là vậy. Thôi xong rồi, một cái deck hiện giữ lại deck cũ rồi. Little Chen trở lại deck cũ rồi sao đây? Nếu mà deck cũ thì thua luôn, deck cũ thì Xbow thua luôn. Xbow thua luôn, không đỡ được. Hai con trâu kia mà nó đừng dạn ra đây. Nó đã set lại. Nó đợi đấy, đợi Xbow ra là nó ra thả tay rồi đấy. Biết ngay. Trận này vẫn chưa chắc, vẫn làm được. Rất tốt đến từ hai quả đà trường. Hay lắm. Trận này cứ thủ thôi, ném fireball thôi. Bây giờ cứ thủ ném fireball là được rồi, không cần phải Xbow nữa. Trận này là Xbow đặt xuống thấp thôi, là thủ thôi. That's là thủ thôi. Có hy vọng rồi đây. Bây giờ có máu như máu cho nhìn được 900 máu à? 903. 903 thì rồi rồi, 903 thì cũng phải tầm 4 fireball nữa thì cũng nhiều quá nhỉ. Không sợ, không sợ, đâu là từ từ mình pha xoay nhanh mà. Không sao, thể lóc được, câu thể lóc, ơ hay. Trận này Little Chen đánh lỗi nhiều quá. Lỗi mấy tuần đầu, và cầm bầu lờ, rồi thủ tiếp rồi. Hay lắm, có lightning không? Ồ, phải muốn luôn, rồi tốt rồi, đẹp rồi, đẹp trai rồi. Rồi, 3 phát nữa thôi. Xoay nhanh lắm, thủ cơ, cứ đúng rồi, cứ thủ Xbow thôi. Nhưng mà vớ vẩn đừng... Ui! Này họ lightning Tesla ngửa lên mặt lên phát họ lightning luôn này, là hơi mệt luôn đấy. Tesla ngửa mặt lên họ lightning luôn là hơi mệt luôn. Ôi sao lại cho con anh của em nữa, phí thế, anh của em chết cả anh của em luôn. Đừng quả đấy cho bị anh của em chết lightning phí phí thế, ba con liền. Thôi đừng lại đánh bầu đấy, rồi sao cho anh bầu đấy nhở? Không hiểu sao đánh bầu của gì nhở? Latin luôn này, Latin luôn này, Latin luôn rồi. Nhưng
Ôi, không được rồi. Bao nhiêu máu có bao nhiêu máu? 600 mà. 132, bây giờ xuống còn 132. Thôi xong rồi. Hero lock xong rồi. Ôi. I'm the fender.